Xin chào các bạn. Đây là cái cây tầm xuân thì đã được mình ghép các cái mầm hoa hồng vào đây. Thì bây giờ nó đã lẩy mầm ra rồi các bạn. Đấy, đây là cái cành hoa hồng được mình ghép vào cái cành cây tầm xuân đây. Cái tầm xuân là nó gai rất nhiều. Còn cành hoa hồng thì nó gai ít hơn. Đây thì cái cành tầm xuân này mình đã ghép rất là nhiều các cái hoa hồng vào đây để cho nó ra được nhiều màu. Đây các bạn, cái cành này nó cũng đang nhú mầm ra đây. Thì khi mà mình ghép cái nhánh hoa hồng vào đây thì mình sẽ phải dùng cái túi bóng mình chụp lại để cho nó khỏi bị mất hơi nước. Thì sau khi nó nảy được mầm ra thì mình phải cắt cái đầu túi bóng này nhé các bạn, để cho mầm nó vươn ra. Đây một số cái cành đây của mình thì nó chưa đâm mầm ra nên là mình chưa cắt túi bóng. Đấy thì khi cái cây cành hoa hồng của mình mà khi mình ghép mà nó có hiện tượng cành ghép nó tốt mà nó sống được thì trong cái túi bóng này nó sẽ có đọng hơi nước, thì cái cành hoa hồng mình ghép vào đây là nó vẫn được cái phần thân cây tầm xuân nó nuôi thì nó sẽ có nước vào cái nhánh đấy, thì nó sẽ bốc hơi ra và nó sẽ đọng hơi nước vào trong cái túi bóng này. Thì khi túi bóng mình vào buộc vào mà nó có hơi nước thì là cái cành ghép là có tỷ lệ sống rất là cao nha các bạn. Đây. Đấy, đều có hơi nước cả các bạn. Đấy, cái mình ghép hai cái cành này vào đây trước thì nó đã mọc ra đây các bạn. Đấy thì cái cây tầm xuân này là như thế nào? Thì cây tầm xuân này của mình là do mình mua một cây hoa hồng được người ta ghép cái gốc cây tầm xuân vào đây. Thì cái gốc cây tầm xuân bắt đầu đâm cái nhánh này ra thì mình lui cái nhánh của cái cây tầm xuân này để mình ghép thêm các cái nhánh hoa hồng khác vào để cho cây hoa hồng có nhiều màu. Còn cái cây mà hoa hồng mà được người ta ghép vào gốc tầm xuân thì mình trồng ở phía dưới đấy các bạn. Thì nó lên chỉ là cây hoa hồng bình thường, nhưng mà mình đã nuôi thêm một cái cành tầm xuân này để cho vươn dài ra. Thế và hôm nay mình cho các bạn xem cái cây tầm xuân của mình cũng đã ra hoa. Thì đây. Đấy. Cây tầm xuân nó cũng ra hoa chùm, cũng khá là đẹp. Đấy thì trong các cái nhiều video clip thì cứ nghe các bạn chia sẻ là cây tầm xuân không ra hoa. Nhưng thực ra là cây hoa tầm xuân nó có ra hoa nha các bạn. Tại vì do mọi người cứ nghĩ là cây tầm xuân nó không ra được hoa nên là khi được ghép vào cây hoa hồng thì khi nó cứ có các cái mầm tầm xuân ra là mình thường cắt bỏ đi mà. Thì mình không biết được là nó có hoa, nhưng mà chính ra cây tầm xuân này nếu mình nuôi trong thời gian dài là nó vẫn ra hoa nha các bạn. Đây, hoa của cây tầm xuân cũng khá đẹp. Đây, đây, đây là cái gốc, từ cái gốc cây tầm xuân đây các bạn, nhánh của nó đây. Đấy, cái này là vẫn để nguyên bản, là cái cây tầm xuân mình chưa ghép nha các bạn. Thì nó đã ra hoa. Thế còn đây là mình ghép thêm mấy nhánh hoa hồng vào đây để cho nó có thành cái cây hoa hồng có nhiều màu sắc. Mỗi một loại mình ghép vào một nhánh. Đấy. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn là cây hoa tầm xuân ra hoa là có thật nha các bạn, chứ không phải là gì. Đấy, hoa của tầm
xuân này. Nghĩa là cây tầm xuân thì nó ít ra hoa nhưng mà nó vẫn có ra hoa nha các bạn, chứ không phải là không có ra hoa. Cái nhánh ghép hoa hồng của mình lên rất là tơ đẹp. Đấy thì khi nào mà các cái cành này nó nảy mầm ra thì mình cũng sẽ có thể cắt cái đầu túi bóng này ra để cho cái mầm nó sẽ mọc chòi ra phía ngoài như thế này. Đấy, và đến đây mình xin tạm dừng video. Hôm nay mình chia sẻ là cái cây hoa tầm xuân nó cũng ra hoa, và các bạn xem thấy hay có hữu ích nhớ like và chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để nhận được những video sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.